Nè nè nè. Anh bán mì với ông còn em còn ngạc một bốn cái ổ không tôi không mua đâu. Dọn ăn. Anh để đó đi ra đây tôi nói chuyện chút xíu thôi. Anh đây 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 đây. Rồi không mua mà sao nói chuyện giọng quay quá vậy? Tôi nói anh nghe ha. Tôi thấy là cái điều này anh để cái xe bánh mì là không được rồi. Lý do? Bởi vì sao? Mỗi một người mà nhích ra chút giày ra thì lấn chiếm lòng lề đường, anh không có chỗ đi. À, rồi cái bãi giữ xe này lấn ra rồi anh lấn ra nữa là lấy gì đường ta đi? Trời ơi, rảnh à. Trời ơi, sáng gặp rảnh luôn nè. Sao? Tôi đi ngang không mua bánh mì cái tiền dạy đời người ta luôn vậy hả? Ủa tôi đậu ở đây mấy chục năm rồi mắc gì tự nhiên nói tôi chi vậy? Bao nhiêu năm tôi không cần biết nhưng mà tôi mong rằng anh phải ý thức. Bởi vì mỗi một người mà nhích ra chút giày đó rồi trường học tan ra rồi xe cổ đông gây tai nạn, anh hiểu điều đó không? Tôi đậu xe đây rất là lâu rồi. Cái bãi xe này mới mọc lên. Nó lấn ra. Sao không chửi cái bãi xe này chửi tôi chi? Ủa, vậy thì tôi đòi hả? Ý tôi muốn nói là mỗi người phải ý thức một chút chứ đâu phải cái bãi giữ xe lấn ra rồi anh lấn ra đường đâu ta đi. Ủa ý đó vậy tôi ở đâu? Tôi bán đâu? Rồi tôi nói chuyện nhanh nữa bây giờ. Vậy tôi bán đâu vậy anh cho tôi cái địa điểm đi tôi bán đâu? Tại sao anh không làm này đằng kia anh để đằng kia anh bán cũng được vậy, đằng kia bãi trống kìa. Anh rảnh quá ở đây trường học học sinh nó ra ta ăn kia nguyên cái nghĩa địa tôi bán cho mã nó ăn hả? Hả? Rảnh quá ha. Tôi không có đôi coi với anh, tôi nói vậy thôi, tôi mong rằng anh ý thức, hả không? Dụ gì mà đụng chạm tới bãi giữ xe của tôi vậy hả? Đây tôi nói mà nghe cái. Dụ gì cho đứng đây cho tao cao, chút coi đứng đây tao lùn lắm. Cái vấn đề là cái nãy giờ có ông cô nội tôi. Sao? Bà ấy nói là tôi mình lấn chiếm lòng lề đường hiểu không? Mà cái xe bánh mì tôi là bà biết mười mấy năm rồi mà bà mới mọc ra là nói bà chứ nói ai. Thiệt ra. Cái mặt mày trẻ làm đâu. Xin lỗi cô là chủ của mày bãi giữ xe này. Nè tôi nói cho anh nghe nha, anh đừng có ý kiến ý cò vậy đây á. Không phải tự nhiên mà tôi được nhảy cho tôi làm bãi giữ xe này đâu. Tôi phải đấu thầu. Vậy nữa. Phải trải qua bao nhiêu người, phải vượt qua bao nhiêu người, phải đổ ra bao nhiêu tiền mới đấu thầu được cái bãi giữ xe này. Đâu biết mà bà lùng luôn đó. Rồi tự nhiên trên trời rớt xuống tụi tôi ăn đâu. Bởi vậy. Cái đó là cái việc làm ăn của chị. Nhưng mà tôi muốn nói là mỗi người một ý thức. Không có được lấn chiếm lòng này đường như vậy. Rảnh nói câu này chị hoài lấn luôn. Chiếm vậy rồi ông này lấn chiếm vậy rồi đường đâu mà người ta đi xuống đường nè. Xe cổ gây tai nạn đi đường cống đi đường cống đào cái hầm riêng đi một mình không có ai cản hết ông anh. Ý cậu nói tôi đi đường cống à. Cậu nói tôi là chuột hả? Ăn nói cẩn thận nha ông anh. Tôi ông cảnh anh, cáo cậu à. Ông anh lo xa quá, lo đến chuyện tai nạn cho người khác. Bởi vì ông lo quá đầu rụng hết cậu. Chuyện mình lo chuyện ta. Thôi bây giờ đừng có cười gì hết á. Bây giờ tôi muốn biết rằng ai chịu trách nhiệm cho chị là đấu thầu cái bãi xe này. Chị chịu cho tôi biết đi. Trời ơi. Lão cả. Nè anh, không phải là nói mà nói miệng suông, giấy trắng mực đen ký hợp đồng đàng hoàng. Rồi, cái rồi. Công ty bên kia đường bự chà bá lửa kìa. Điện liền. Tôi điện nói chuyện liền. Kêu mấy giải xúc ông liền đi. Rồi cô điện. Thì một cú alo của tôi thôi là thì anh lên đường liền. Mấy ngày liền chị. Mấy ngày luôn. Tôi bỏ tiền ra tôi mới đấu thầu được, phải tự nhiên mà vẫn chơi vậy. Bởi vậy. Alo. Đợi xíu. Điện thoại anh Khánh, anh Khánh. Alo. Anh làm ăn bậy quá anh Khánh. Sao mày má tao điện tôi chi vậy mà nói. Trời ơi tôi gọi lộn số cho mày. Trời ơi mày rảnh quá. Đợi tôi xíu. Tôi có thời giờ đâu. Không tôi đâu có giỡn với anh. Thế tôi gọi cái từ từ. Nóng quá à. Muốn ta xúc mình cũng từ từ chứ gì đâu dữ vậy. Alo. Trước sau gì cũng bể mặt thôi. Anh Khánh, anh Khánh. Bậy quá anh Khánh. Tôi thì tôi bực quá, tôi bỏ tiền rồi tôi đấu thầu. Anh ký hợp đồng của tôi rõ ràng mà tôi làm ăn tốn nghiêng. Có cái ông này nè, đó cái lại nè cằn nhằn cử nhử tôi. Đầu hói. Đầu hói là mặt lấn... trẻ cái làm đôi, mũi trẻ càm trẻ. Mũi trẻ càm trẻ luôn đó. Cái lại cằn nhằn tôi là lấn chiếm lòng đường. Anh coi nói chuyện đi, tôi bực mình lắm. Đưa đi nói. Ông này chịu trách nhiệm cho cô cái bãi xe. Ký hợp đồng với tôi đó. Alo. Làm việc kỳ. Ai đó? Tôi bảy chủ tịch phường đây. Khánh hả? Thôi tôi nói cậu về nha. Bây giờ đó tôi nói cho cậu biết là cậu làm vậy là không được rồi. Cậu cho bãi giữ xe này lấn chiếm lòng lề đường như vậy là nguy hiểm gây tai nạn. Mai cậu lên phường gặp tôi nha. Vậy thôi ha. Xin lỗi tôi chào. Anh Bảy ăn bánh mì. Trời ơi chủ tịch má ơi. Chết rồi. Vậy mình lấn chiếm lòng lề đường là mình sai rồi. Đã tàn nhẫn đốt vợ bằng xăng. Bởi vì cô ta mới sanh con xong, chồng cảm thấy người vợ quá xấu, quá già, quá mập. Ủa sao giống mình quá vậy ta? Mình cũng mới vừa sanh con xong, mình cũng bị mập ra, mình cũng bị xấu hẳn. Anh ơi! Chưa được ngọt lắm. Chỉ cần một muỗng cà phê này thôi thì mọi chuyện sẽ thay đổi. Thêm một miếng này đây thôi là chết. Tôi bắt quả tang anh rồi nha. Bắt quả tang cái gì? Tôi bắt quả tang anh cầm quả dưa. Tôi cầm quả dưa thì mắc cái mới gì bắt quả tang. Anh muốn đầu độc tôi, anh muốn giết chết tôi. Anh có biết chuyện hai con cua không? Là
sao? Ngừng khóc kể nè. Có hai vợ chồng cua, con cua cái lúc mà đẻ con cua đực lúc nào cũng chăm sóc bảo bọc con cua cái. Nhưng mà bây giờ ngày nay nó khác. Con cua cái nó mới đẻ con xong, con cua đực nó giết chết con cua cái bằng thuốc độc. Ê, tôi pha thuốc độc hồi nào mà nói. Rõ ràng những cái dung dịch này toàn là thuốc độc không là trời ơi. Đánh tôi đi, lấy da đâm tôi đi. Đánh. Ủa anh pha thuốc độc hồi nào? Anh nhìn đi, em nhìn đi. Đây nè, cái chai gì đây tôi lùi, đây là thuốc rây nè. Mật ong. Cái này đục đục lên là vôi nè. Đậu nành. Cái này tôi thuốc trừ sâu nè. Đậu mầm. Tôi chắc chắn cái này không phải là nước cam mà tôi bảo đảm với anh là nó là nước cam đó. Có nghĩa là anh pha dung dịch thuốc độc anh bỏ vô nước cam cho tôi uống cho tôi dễ chết như vậy đúng không? Mệt quá anh, bây giờ anh nói đi. Nên từ hồi nãy tới giờ người ta pha là pha cái gì? Vitamin A. Đến đắp mặt nạ cho em cho nó đẹp da ra chứ thuốc độc cái gì bà quan tưởng quá bà ơi. Phụ nữ đừng bao giờ mặc cảm mình già hơn chồng mình, biết chưa? Từ nay về sau không được nghĩ xấu cho chồng nữa. Và phải hiểu vitamin A tốt cho da nên không được nghi ngờ anh nữa, nghe chưa? Anh ơi. Anh ơi, em mới làm đầu về rồi nè. Mới làm đầu về rồi phải không? Dạ. Rồi lên thay đồ đi, mình đi chơi đi. Dạ. Anh hút thuốc hả? Hút thuốc rồi. Em quyết định rồi. Sao cưng? Em không đi nữa. Sao kỳ vậy? Thì lên đi chơi đi, hẹn nha rồi cuối tuần mà không đi chơi kỳ lắm à. Xin lỗi em, anh xin lỗi em. I'm so sorry. Anh thương em không? Thương cái đầu anh chứ thương. Em nói biết bao nhiêu lần có được hút thuốc không? Hả? Em đi em mới hút mà. Nhưng bây giờ em về mà anh vẫn hút. Nó chưa kịp tắt thôi. Gì vậy? Trời ơi, ta còn có một cái dèm chút xíu rồi để hút dèm, hết dèm, cái dèm. Này. Khổ anh ghê gì đó, anh có biết cái người hút thuốc đã mang bệnh rồi. Cái bệnh gì không? Bị trĩ. Hút thuốc bị trĩ hả? Đánh cho tỉnh. Hút thuốc bị ung thư phổi. Ai biết thì hỏi bệnh gì người ta khai thôi. Không biết á thì phải điều tra rồi hãy hút. Trời ơi, đã hút không biết bệnh gì nữa, sao anh khờ quá vậy hả? Phải nói là ngu. Thì anh hút anh ung thư phổi, chuyện của anh đâu dính cho em đâu. Nhưng mà cái người mà hút thuốc thụ động còn bệnh nặng hơn cái người hút thuốc trực tiếp nữa. Đâu ra gì? Em có không? Cái người mà hút thuốc á là phà khói ra phôi của em, ngồi kế bên em không hút thì em hít cái khói mà anh phà ra thì nó còn bệnh nặng hơn cái người hút thuốc nữa. Như vậy có nghĩa là người không hút thuốc hửi khói cho còn ghê hơn, nặng hơn cái người hút thuốc chứ gì nữa. Anh có cách em ơi. Cách gì? Ngày mai anh chuyển lại nha. Sao sao em hút thuốc anh hửi. Sao anh ngu triền miên quá vậy? Em ghét khói thuốc mà sao anh bắt em hút thuốc là sao? Chứ giờ phải làm sao? Anh bỏ thuốc đi, em nói anh biết bao nhiêu lần rồi. Rồi anh hút thuốc cái đâu có gì đâu mà khổ ghê. Cái gì? Anh bệnh ra ngoài bệnh ra thì ví dụ như mình không có gì chơi, ví dụ như da dẻ anh vẫn bình thường hay không? Đúng rồi, mà giờ anh hơi mụn là do hút thuốc mà mới vậy nè. Anh càng hút nữa là da mặt anh rỗ luôn. Sao giờ này da em cũng bị thấy hút thuốc thụ động. Ủa vậy hả? Đâu có biết là hút thuốc nó tác hại dữ vậy đâu. Thôi giờ anh đi em đi. Em có kiến đi đâu vậy? Đi mua thuốc. Cái gì? Hả? Gì? Mua thuốc không được. Anh cứ biết là em chịu đựng dữ lắm rồi không? Hả? Em hiền quá đấy anh, vậy anh muốn cái gì? Muốn mua thuốc. Cái gì? Anh muốn mua thuốc vitamin A cho em uống dưỡng da lại. Xin lỗi bù. Vy. Em nè. Em đâu? Em đang ở trong toilet. Tới giờ rồi, hẹn nhau mà lâu quá. Anh cứ đi trước đi, cứ để mặc em. Đang đau bụng hả? Em không bị gì cả. Trời đất ơi, gái lứa thì có trái cây không ăn, ăn ba cái đồ chiên xào chi giờ bón phải không? Bón rồi nào, vừa vừa phải phải thôi nghe chưa. Mà em làm gì em trốn toilet vậy? Anh ơi. Hả? Chắc bữa nay là lần cuối cùng tụi mình gặp nhau quá. Nói mày bà quở cái miệng sáng sớm. Em không biết là những giây phút sau này nó như thế nào, nhưng mà bây giờ em sẽ trân trọng tình cảm của anh. Em sẽ ghi nhớ hình ảnh của anh. Gì vậy? Em không biết là em qua được không nữa anh ơi. Bị gì vậy? Hôm qua em đi khám tổng quát. Rồi sao em? Có hai cục đó ở khu vực trên đầu nè. Gì vậy Vy? Trời ơi. Sao em bị ung thư não vậy? Tôi bị mụn cho nội. À? Trời ơi, nãy giờ hai vố rồi nha. Em diễn tả hai cái cục sắp chết người. Rồi hết hồn tưởng ung thư, cuối cùng hai cục mụn. Em làm quá. Còn hai cục mụn làm hết hồn mà, làm thì ghê à. Đâu rồi? Hai cục mụn đâu? Bé tóc che lại rồi. Ở đâu? Bên đây nè. Trời ơi, tao nói hai cục mụn nằm tuốt ở đâu trong cổ mà bà làm thấy ghê à, thiệt á. Làm hết hồn. Anh nói cho em nghe nè, em biết tại sao em bị mụn không? Em ăn đồ chiên xào, đồ nhiều, đồ nóng không mà không uống nước. Trái cây thì không ăn, rau thì không ăn. Và cái đồ có vitamin thì sao không bổ sung cho người? Tại vì em bận.
Bây giờ bận thì ra ngoài nhà thuốc kìa, người ta có bán mấy cái viên thuốc vitamin E đó, uống vô để cho nó khỏe người. Mình chỉ cần uống vô thôi là nó khỏe liền, nó bổ sung không nó khỏe liền đâu chị. Nói chung là phải có cái thời gian để cho nó điều dưỡng, ăn nghỉ đủ nghe chưa, rồi bổ sung vitamin E vô, uống vô thì mỗi ngày viên nó làm cho da mình khỏe, không có sức đề kháng, biết chưa? Biết rồi. Biết cái gì? Bây giờ đi nè. Đi. Biết không? Đi đâu? Nặng bụng. Hơi thấp, lông mày hơi ngắn, mặt hơi bự, cổ hơi ngắn, người hơi mập. Sao cái gì mình cũng xấu hết vậy ta? Hello honey. Anh. Hả? Gì em? Em buồn quá. Anh biết là sao em buồn luôn á. Sao? Tại vì dạo này em người hơi mập đúng không? Mắt hơi lé, miệng hơi trề, mũi hơi tẹt, má hơi phính, nọng hơi thọc. Thôi đủ rồi, đủ rồi. Anh kỳ lắm nha. Biết khuyết điểm của người ta mà cứ la lớn hoài, người ta bị tổn thương biết không? Em rất thích tới cái vầng trán của Han Ga-in nè ha, đôi mắt của Kim Nam-ju nè, còn cái miệng giống như là Cho Shin-seo vậy. Thôi vậy hả? Em ơi, em có muốn cân nặng của BSY không? Là ai anh? Là cái ông mập hát oppa cắn nóng xài đó. Không chịu đâu, ông xấu lắm, ông vừa xấu vừa mập đấy, không chịu giống ổng đâu. Ủa chứ em nghĩ sao vậy? Em tưởng ngôi sao Hàn Quốc là ai cũng đẹp tự nhiên trơn hả? Người ta đi phẫu thuật thẩm mỹ cắt gọt mấy ngàn lần rồi mới có được cái mặt đó, em biết không? Thẩm mỹ mà đẹp em cũng chịu thẩm mỹ. Anh không nghe câu slogan của em hả? Slogan gì? Thà đẹp nhân tạo còn đỡ hơn xấu tự nhiên. Nhưng lỡ nhân tạo làm em không đẹp, em còn xấu hơn cái xấu tự nhiên thì em nghĩ làm sao? Mình nên ăn uống làm sao để cho nó có chất dinh dưỡng, da mình đẹp. Anh sẽ làm cho em không bao giờ xấu. Đây. Cái gì vậy anh? Tặng của thiên nhiên. Viên nang có vitamin E. Là sao em không hiểu? Uống đi em, tốt lắm. Mấy bà trong công ty của anh ha, già mà cái mặt nó chảy xề thòng xuống đất, đụng đất bắn được này. Da sạm đen, cái cục bự bằng ấm trời. Trời, cái gì bự dữ vậy? Nhưng mà em ơi, em tưởng tượng đi. Em uống ba cái viên nang vitamin E này xong thì em tưởng tượng rồi, cái mặt của em nó sẽ đẹp, nó sáng hồng hào. Tại sao? Vitamin E nó tốt cho da mà, cung cấp dưỡng chất cho da hàng ngày, thì em sẽ không bao giờ xấu trong mắt anh. Em đẹp biển mà. Mà nói chung là em uống cái viên nang có vitamin E này rồi thì em nói chung là em sẽ đẹp phải không? Em sẽ rất là đẹp và em sẽ có một làn da trắng trẻo hường hào. Trắng trẻo hường hào là gì? Hường hào là hồng hào đó. Hường hồng một thứ thôi em mà. Vậy em sẽ có một làn da thật là đẹp như anh nè. Nạc. Bì mạc. Nạc. Bì mạc. Anh nó cũng bày với lời nó khảo đồ mai. Ê, nói chuyện tiếng Việt đi em ơi, đâu vậy? Trời đất ơi, tao nói thiệt, cái kêu mà muốn nát cái cổ luôn mà không chịu ra. Nà. Bị mát. Mình coi cái phim chuyện gì tình người duyên ma rồi cái riết mình kêu nhau bằng mát cái nát không mà cái tên thiệt mình quên, em tên gì? Em tên là Vy. Cái đầu anh giận tôi đi vô bây giờ. Em sao? Đi coi phim tới giờ rồi. Nghe nó có bị má bị nát gì đó phần 2 kìa. Thôi, phần 2, phần 3 gì cũng vậy thôi. Cái phần 1 mình coi tình người duyên ma, giờ nó ra phần 2 tình người duyên Hà Bá, hay lắm. Không. Bữa nay em bị gì sao em mới không đi đúng không? Có lý do. Có chuyện buồn em? Không có buồn. Em nhức đầu. Không có nhức đầu. Em à, tiêu chảy. Vô duyên. À, đừng nói nhà ba má có đại sự nha. Đứng đây mỏi tay quá đi vô. Tuy nhiên đi hẹn ta đã, ta mua vé phim coi rồi không đi là sao? Bị gì? Nè. Đâu? Có thấy gì đâu? Ừ. À, đúng rồi. Hột không? Anh biết rồi. Trời ơi, ta nói nguyên tuần lễ nên anh thấy chưa? Anh giả bộ anh không biết hả? Ê. Kỳ quá. Em tối ngày em thức khuya nè, hai riết mặt nó nám mà nó thâm nó quá trời luôn. Thôi nè, có mua quà cho em á. Đây nè. Ủa mà quà đâu? Đi qua tay không mà. Quà, quà tôi cho người ta. Trời ơi, đâu rồi? Quà. Sao kỳ vậy? Cái gì sao lưng á? Hả? À đúng rồi, nó đây nè. Trời ơi, quà tặng cho người ta mà nhét tặng sao đó đó hả? Giấu đi cho nó bất ngờ. Thôi, không xài đâu. Đây là vitamin E, làm cho em trẻ, khỏe và sáng khoái. Em xuất vô là mặt em nó hết mấy cái này hả? Đúng rồi đó, nát. Nát mà uống vô cái này thì mặt nát nó không có nát. Chứ còn nát mà không uống cái này là mặt nát, nó nát. Thiệt là thương bi mát. Nát. Bi mát. Nát. Bi mát. Nát. Bi mát. Em mệt mới đi coi phim đi. Trời ơi, chết rồi. Trời ơi, quá, sao mà có ủng vào nửa cái chốt này vậy trời. Cái gì vậy? Má. Học bài chưa? Mình đang bận rồi. Bận gì? Bận đang bận rồi nè. Mày nói gì? Phát lật mặt bây giờ. Nói ai nghe cái gì? Nặng mụn. Nặng mụn. Trời.
Trời đất ơi, nặng bụng nó dính ra mặt à. Cá không ăn muối cá ương nha. Con mà nặng bụng hả, đánh mặt nha con. Gì kỳ vậy, câu kỳ. Cá không ăn muối cá ương, cô cá cha mẹ chăm đường con hư, tự nhiên cái nặng bụng banh mặt làm sao? Thì tôi mượn cái câu của người xưa tôi nói vậy đó, được trời, không? Kỳ quá, cái mặt nó giờ giờ nó xấu quá. Thôi đừng có nặng nữa con. Cái này mụn nó lên, trời nè, con không chăm cái đường. Nhưng mà từ từ đi, mình kiếm cái gì mình trị, mình mua thuốc, mình xuất, hiểu không? Chứ đừng có nặng vậy. Cái vỏ mà đẹp quá ha. Khoan, nhắc cái vỏ mới nhớ gì? Tới giờ má uống thuốc. Trời đất ơi, dạ này má bị gì mà uống thuốc? Có, uống thuốc đẹp da. Thuốc đâu? Thuốc đâu? Nó đâu? Không, mà nó đâu? Nó đâu? Thì nói đâu? Đưa đây. Ủa sao má mua thuốc má hỏi con đưa đây là sao? Ủa đâu rồi ta? Mà nó đâu rồi ta? Không biết nữa. Ê trời, giỡn hoài. Không, hồi nãy má mua má nhớ rõ ràng, má bỏ vô vỏ rồi. Má là phải coi kỹ đi nè, má bỏ vô vỏ mà má có lấy cái vỏ đó về hay không? Nè, cái vỏ má canh về nè. Nhưng mà cái vỏ là cái vỏ thuốc hay là cái vỏ của má? Tại vì là một lần má đi chợ, má cũng mua cá, xong má bỏ cá vô cái vỏ, cuối cùng má lấy cái vỏ người ta về nhà đó. Ngu quá à, má đem cái vỏ má về mà cái vỏ cá của má bỏ vô vỏ người ta. Đó, thấy chưa, cỡ nào cũng vợ. Chết cha rồi, không có rồi, chạy ra ngoài coi thôi. Chửi nó má. Đúng rồi, để má chửi vô mặt nó. Ủa đây nè, thuốc đẹp da hả? Má xấu ghê, mua mà không cho con uống. Đâu đó con, bị lớn thôi hả? Nước đâu rồi? Ngậm gì vậy? Tèo. Hả? Tèo. Tát lật mặt nữa bây giờ, nói không nghe một cái gì nói rõ ràng ra. Ngà mặt cài luôn. Cái gì hết? Nè, nói cho nghe nha. Dạ. Cá không ăn muối cá ương nha. Con dối cha mẹ hả? Tát lật mặt vô tường nghe chưa? Trời ơi, đi nè, thuốc nè. Trời. Con uống thuốc gì vậy? Thì... Nói! Nói! Mày uống thuốc lắc hả? Hả? Gì thuốc lắc? Tại sao mày lắc dữ vậy? Trời, thuốc lắc mà nó là không phải, không phải thuốc bậy. Vậy chứ thuốc gì? Thuốc ngừa thai. Hả? Cái gì? Trời ơi, nói làm quýnh nè. Cái gì, cái thuốc này của má, má mua gì? Thuốc dưỡng da. À, thì ra là lấy thuốc của má phải không? Thuốc của má chứ thuốc ngoài. Trời ơi, lấy mà không chịu nói, làm tôi chạy ra ngoài cái tiệm thuốc tây, tôi chửi người ta sùm ở ngoài. Má ai bị mà dữ quá chi? Cái gì? Nhưng mà con đọc hướng dẫn sử dụng chứ cái dùng gọi là trên 15 tuổi uống được rồi. Có không? Chứ gì nữa, con 16 tuổi rồi, má uống của mình má đẹp không? Không cho con đẹp mặt con bụng không? Đúng không? Thôi được rồi. Đẹp phải đẹp chung chứ. Cá không ăn muối cá ương. Con muốn đẹp da, nói tỏ tường, má mua. À, phải vậy ha. Ngủ hả con? Dạ. Ngủ đi. Trời ơi, mê rảnh quá nha. Nhưng mà con gần dậy chưa? Chưa. Thôi ngủ đi. Rồi, mày đừng rảnh nữa nha. Ừ, nhưng mà... Thôi dậy luôn đi. Để dậy luôn. Mày định kêu con ngủ tiếp. Thôi dậy luôn. Mẹ vô phòng coi mày lục cái gì. Ngó thiệt á. Mày vô mày lục cái gì? Mẹ tìm đồ xíu thôi à. Mẹ tìm cái gì trong phòng của con? Mẹ nói đi, con lấy cho mẹ. Mẹ buồn quá con. Sao mẹ buồn? Ai cũng biết là mẹ chỉ có một mình con là con trai thôi, đúng không? Đúng. Mà bây giờ con lấy vợ rồi. Bây giờ là con là đủ lông, đủ cánh rồi. Hai vợ chồng con á, cứ làm tình, làm tội hoài. Ý mẹ nói là làm tình, làm tội mẹ nè. Mẹ khổ sở quá đi, bây giờ làm sao mẹ đi con? Mẹ nói gì kỳ vậy? Tự nhiên con đang nằm ngủ, mẹ dựng đầu con dậy. Giờ bây giờ con hỏi mẹ chứ con vợ con nó ngoan hiền, nó lễ phép với mẹ. Và hai vợ chồng con đi làm về, hàng tháng con đưa tiền mẹ xài, chứ tụi con đâu có làm tội, làm tình gì đâu. Ý mẹ nói á, không phải là đưa tiền cho mẹ hay là ngoan ngoãn lễ phép với mẹ là đủ đâu con à. Ủa chứ bây giờ con vợ con nó làm lỗi gì mẹ nói đi, con gì con rầy nó chứ, bây giờ con không biết gì tự nhiên nó khóc là sao? Con yên tâm đi, nói nào ngay, vợ con nó cũng không có lỗi gì. Dạ. Mà cái tội nó rất là lớn. Cái gì vậy? Nó lỗi mà cái tội nó lớn là sao? Ý mẹ nói là nó ngoan hiền, nó giỏi giang, nhưng mà nó cắt được. Cái gì nó cắt cái gì? Nó làm cho mẹ bị tuyệt tử. Làm sao như vậy được? Làm sao cái con vợ cô có thể cắt làm cho mẹ bị tuyệt tử được? Ý mẹ nói á, tụi con không có đẻ con, đẻ cháu cho mẹ thì mẹ bị tuyệt tử. Mẹ có lỗi với gia phải, dòng họ mình rồi con hết ơi. Hồn, tự nhiên con vợ con cắt gì của mẹ mà mẹ tuyệt tử gì? Mà con vợ con nó làm gì đâu mà tuyệt tử trời. Con đừng có binh vợ con. Hôm bữa này rõ ràng mẹ vô tình rình
rình mà vô tình hả? Thì đúng rồi, vô tình thì mới gọi là rình, chứ cố tình là mẹ gọi là mẹ rồi. À, nếu như cố tình là mẹ me nó, còn mẹ vô tình rình nó. Rõ ràng mày thấy nó uống thuốc tránh thai. Sao biết thuốc tránh thai? Chỉ có tránh thai mới mỗi ngày mỗi uống như vậy thôi. Ồ, thì ra là gì? Bây giờ đó, bây giờ mẹ nói hết cho con nghe nỗi lòng của mẹ rồi. Thôi bây giờ mẹ về chứ mẹ không sống đâu, ở đây. Mẹ đâu, mẹ phải ở lại đây, mẹ phải thấy được chị thuốc đó. Mẹ phải biết được nó là như thế nào. Nè, đó đúng rồi, nó phải nói nó đúng rồi, nó. Mẹ sẽ làm bằng chứng trước tòa để bắt buộc con với nó phải ly dị đi. Đúng rồi. Ừ, đây là thuốc là mẹ biết uống hàng ngày nè. Đúng, mà mẹ biết cái công dụng nó là ghê gớm nhất là gì không? Là tránh thai, làm đẹp da. Con ơi, cái này là thuốc gì? Dạ thưa, thuốc vitamin E gì cũng nói đó. Dạ uống mỗi ngày viên, hiểu không? Không phải thuốc tránh thai. Dạ giận vợ con mới cấn bầu kìa. Cấn bầu rồi. Ờ đó. Mà uống cái này được không? Thì ai biết, nó uống hàng ngày thì thấy được, con bình thường mà. Đây là thuốc vitamin E chứ không phải là thuốc tránh thai. Cái gì nữa? Biết nó là gì rồi mà mẹ vẫn lấy. Trời ơi, biết người ta là gì thì sao tự nhiên lấy của ta làm chi? Lấy để mẹ uống. Trời ơi, hai người bạn của tôi đâu rồi? Sao giờ này không chịu tới đi, học lớp gì kỳ vậy? Mình ngồi ăn chung được không? Đang có hẹn. Ê! Trời! Luôn rồi bà này. Trời ơi, khác xưa nhiều quá. Chị Tư, em bà làm cái gì? Em làm giám đốc. Giám đốc lần hả? Trời ơi, giám đốc sao nhiêu con ở vậy mẹ? Phải biết sao không? Dạo này bận bịu quá. Ký bao nhiêu cái hợp đồng mà cả tỷ không. Ai mà không ham, mà ham tiền là già. Da bắt đầu nhăn, mắt bắt đầu nhăn. Chà. Đó, bây giờ mặc bà một thời gian nữa như con bulldog nha bà nội. Trời ơi, râu rồng hai đường nè mẹ ơi. Không có đâu. Trời ơi, tôi hẹn giờ mà cái con Ly này nó tới trễ chứ sợ. Bà Ly là chuyên gia tới trễ. Trời ơi, luôn 5 ly ba đứa gặp nhau mà đi trễ không mà tôi mập ghê á. Em ơi, đừng tiếp tiền nha. Ê con nhỏ kìa. Trời ơi, Cương ơi, đứng lên. Con này vô lệ, em tiếp. Ê, trời ơi. Trời ơi, mà mày ăn đồ của người ta vậy? Ly tới rồi. Giọng quen quá vậy. Con Cẩm Ly đi đâu vậy? Trời ơi, biết sao không? Biết sao không? Luôn luôn. Ừ, bữa giờ ở nhà tôi bận rộn quá trời, không có gặp mấy bà. Trời ơi, bà nội, chẳng này bà trẻ quá. Ờ, láo quá. Bà luôn á. Sao? Trời ơi, bà trẻ như con tôi hồi xưa vậy đó. Cái gì vậy? Con lá. Ấm tải, tại vì... trời ơi, bà cô cái da đó nè, trời ơi, da... Trời ơi, đàn hồi quá, trời ơi, bóp đã quá, cắn rồi. Háo sắc. Ờ. Nói nghe nè, tại sao bà đẹp như vậy? Tôi nghi ngờ lắm. Bà đang là... À, tôi biết rồi. Căng da. Không. Thẩm mỹ. Không. Hút mỡ. Tắc khinh. Tại sao lại đẹp như vậy? Ờ. Đừng có suy nghĩ gì xa xôi phức tạp hết. Rất là đơn giản. Chỉ cần ăn uống hợp lý. Và quan trọng hơn hết là mỗi ngày chúng ta bổ sung một viên vitamin E. Chúng ta sẽ có vẻ đẹp viên ngoạn như thế này. Trời ơi. Đơn giản vậy sao? Ờ. Mỗi ngày... một viên nang có sắc đẹp viên mãn. Tôi đưa tôi ra đâu làng đâu làng. Mình đã chẳng cái gì vậy trời ơi. Dạ em xin lỗi. Có cuộc đời không có làm gì sai trái cho dạ đừng ám em. Trời ơi, trời ơi, anh ơi. Em nè, đâu có quen nhau đâu. Là má. Ủa má lên hả? Má của con anh. Cái gì vậy? Nói nghe. Hả? Gì? Bà bị điên rồi. Không. Bà làm gì bà quất mệt trong nhà tôi tưởng ma tôi hết hồn thiệt. Anh nhớ lại đi. Một tháng sau là ngày gì của mình? Thì kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Đó. Rồi chúng ta đi đâu ăn mừng? Mũi né. Đó. Mũi né là ở đâu? Phan Thiết. Là ở đâu? Dạ. Ở biển. Đó. Là sao bà ngoại? Có nghĩa là mình đi tắm biển đúng không? Ừ. Mình ở tắm biển thì em sẽ bị đen nên bây giờ cách một tháng em phải bảo vệ da rồi ra tắm biển đen là vừa. Ồ, có nghĩa là bây giờ em trùm mình em bảo vệ tới ngày đó em tắm biển khỏi sợ đen phải không? Hay quá, em tin anh đi nha. Bây giờ em có trùm mình 10 năm sau em tắm biển một ngày em cũng đen. Ủa sao vậy? Em không biết cái cách đúng để mình bảo vệ cho da của mình. Em nghĩ sao em trường mặt em ra nắng cỡ nào cũng đen. Bây giờ mà trùm mình ở trong nhà nắng nào mà vô bà có bị điên không? Như thì em trùm cho quen rồi mốt ra tắm biển em trùm mình em tắm.
Người phụ nữ khi mà ra nắng mình phải biết che chắn, rồi sau đó kem chống nắng đâu sao không sức, sức kem vô không? Em bị dị ứng với kem chống nắng. Uống viên nang vitamin E cách tốt nhất luôn. Oh. Vitamin E nó vô da em, nó tạo sức đề kháng cho da. Oh. Trời ơi, da em sẽ khỏe, khỏe mà như da trâu da bò đó. Cái gì? Trời, bà tôi nói cái da bà khỏe mà giống như tôi tưởng tượng là trâu là bò, hiểu không? Anh ơi, biết sao không? Em rất là sợ đen, tại vì em tên là Bạch Tuyết á. Thì... Bạch Tuyết, tên Bạch Tuyết mà da đen nó kỳ lắm. Nếu như em da đen người ta sẽ đổi tên em không còn là Bạch Tuyết nữa. Nhưng mà là tên gì? Em tên là Zenda. Zenda là gì? Là da đen. Rảnh quá ha, Bạch Tuyết mà chùm mền như bà phù thủy. Không, nhớ uống viên nang vitamin E khỏi bị Zenda. Yeah. Em. Dạ. Yeah. Sáng giờ đi đâu đây? Trời ơi, em đi chợ, em chợ mới về nè. Cà phê quán đâu? Em chưa có pha. Thực phẩm bây giờ là rất là nguy hiểm nhá. Biết rồi, vô nấu cơm nha. Này, dạ. Anh định hỏi cái vấn đề này nữa. Cái gì nữa? Tại sao em giặt cái kiểu gì, cái áo trắng anh nó loang màu ấy? Em bỏ vô máy giặt đó, rồi em giặt chung với áo màu xanh đó. Sao nó ra màu đỏ? Có cái quần đùi của em nữa. Nó bảo bao nhiêu lần rồi là cái nào trắng là trắng, cái nào xanh là xanh, đồ màu là đồ màu, cứ trộn với nhau thôi. Giặt hai ba mẻ đồ tốn sờ bông, tốn nước, tốn điện, nên cứ trộn vậy, có gì hư đồ mình mua đồ mới thôi. Nào trộn cho nó tiện, đi vào lấy cho anh cái cốc đậu xanh ra đây. Cái đậu xanh nào? Cái đậu xanh anh mua hôm qua đấy. À, em nhớ rồi, em bỏ vô cái ly đậu đen luôn rồi anh uống ha. Người ta cần cái hương vị đậu xanh thuần túy. Dạ. Trộn làm gì? Trộn vô cho nó tiện, ăn một lần cho nó khỏe, khỏi ăn hai ba ly chi cho nó mệt. Đưa cái chai rượu nho ra đây. Rượu nho nào? Rượu nho của anh ngâm đây. Bỏ tủ lạnh vậy? Đấy. Đó, ấy lâu quá cái không uống, cái em dọn tủ lạnh, cái em thấy cái chai rượu nho của anh. Ừ. Cái em mới sực nhớ là anh còn một hũ rượu chứa hộp để sau nhà. Đấy. Cái em mới trộn rượu nho với rượu chuối vô một hũ. À. Tại anh muốn uống nhiều em rót. Lấy cái rượu bìm bìm ra đây. À, rượu bìm bìm phải không? Một lô sau nhà phải không? Cái hôm qua em thấy nó cũng ở không, không làm gì. Cái bà lấy ra cái rượu chuối hột, cái bà trộn chung với bìm bìm đúng không? Đúng là vợ chồng. Mày lấy đơn ly dị nhau đi thôi. Sao vậy? Nhà này không còn một cái gì của riêng mình. Bây giờ cái gì nó cũng đem nó pha, nó trộn, nó sẽ tức chết đi được. Em thấy em ở không, em không làm gì, thế là em mới trộn lại cho nó tiện. Điên à? Không. Trên đời này thật cái câm điếc bùi mù này, không sợ sợ nhất cái con lười. Em không có lười. Em ở không quá em mới thấy là em phải làm cái gì đó, thế là em mới trộn những thức uống vô nhau cho nó tiện. Rồi em rửa ly muốn chết em luôn chứ. Không mà, không ai mượn. Chết thật. Mệt quá. Bữa giờ em kiếm cái đồ của em hoài mà em quên hỏi anh. Anh có thấy hũ kem của em đâu không? Cái hũ mà cái nắp nó màu xanh xanh giống như là cái hũ mà người ta là đựng kiệu rồi phải. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đâu rồi? Anh thấy mà. Đâu, anh không mình đúng không? Đúng, đúng, đúng. Anh vứt rồi. Sao vứt? Trời ơi, biết bao nhiêu tiền của em anh nên vứt làm sao? Cái đầu này đúng là cái đầu đất này, cho nên bao nhiêu là đậu hũ kỳ vào trong này. Nghĩ là sao mà xài kem trộn? Sao không xài? Trời ơi, kem trộn là thần dược đó. Thần dược chỗ nào? Da đen cỡ nào, da mụn cỡ nào, sức kem trộn vô là da sáng đẹp liền. Tốt rồi. Có biết là kem trộn nó có một cái công dụng đặc biệt không? Cái gì? Làm ngứa da, làm chóc da, làm lát da và làm chết da. Ngứa đâu mà ngứa? Bữa giờ em sức em đâu có bị ngứa đâu, bây giờ mấy bữa nay không sức ngứa muốn chết luôn. Không không, may là không sức được mấy bữa nay thì nó mới như thế này. Chứ nếu mà thoa vào mấy bữa nay thì nó phải như thế này này. Đấy. Thôi đừng có giỡn đi. Có biết bà Nga đầu xóm nhà mình không? Bà Nga mặt rỗ hả? Đấy. Rồi sao bà sao? Chết rồi. Sao chết? Con chim này báo tử này, đậu ngay nhà bà ấy hót 3 tiếng bà chết luôn. Chết rồi, nó hót nhà mình quá trời rồi, chừng nào anh mới chết? Bà chết trước tôi đây, bà xài kem trộn bà chết trước. Đi vào xét nghiệm da bây giờ ung thư da nằm trầm chờ chết trong bệnh viện này kìa. Anh nói thiệt không? Ôi tao đùa à. Trời ơi, xài kem trộn mà ung thư da gì, đẹp da muốn chết. Ừ đẹp da mà cứ để lại. Thế không nghe người ta nói à? Nói cái gì? Người ta nói trộn dầu trộn mỡ ai nữa trộn kem.